thích thu hoạch rau ạ. Với cả con thích ăn rau ạ. Lúc nãy con nhặt được con sâu ạ. Con rất thích con sâu ạ. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động thường xuyên liên tục của trường. Bởi vì thông qua hoạt động trải nghiệm, các con sẽ được lĩnh hội rất là nhiều kiến thức. Và các con sẽ trưởng thành và các con sẽ hiểu biết được quá trình sinh trưởng phát triển và môi trường phát triển của rau. Để từ đó các con sẽ ứng dụng vào cuộc sống. Khi mà các con ăn thì các con sẽ cố gắng ăn hết phần. Và luôn luôn biết ơn đến những người đã hàng ngày là các bác nông dân, các bác lên đây để chăm sóc, để có những cái rau xanh sạch cho các con ăn ạ. Việc tự cung tự cấp rau sạch tại trường sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con khi các con ăn uống ở tại trường ạ. Bình thường là học sinh là ưng loại rau này nhất thì là ta làm và nó được làm quanh năm. Yêu cầu của nhà trường là một tuần 3 bữa rau này, còn 2 bữa là củ quả nhà trường mua thêm. Mùa hè, mùa nóng là chúng tôi vất vả vì nó nóng nắng quá. Còn nếu về mùa thu này trở về mùa đông này là thời tiết ủng hộ. Trên này chúng tôi chủ yếu là trồng rau là theo cái mô hình của hữu cơ, tôi chủ yếu là về phân bò hữu cơ qua xử lý. なぜかというと、子どもたちが菜園を見学し、職人が野菜を植えて育て収穫する様子を見ることで、そこで働いている人の思いや願いを知ることができます。また、自分たちの食べている給食について、自分の目で見て学び、また働いている人たちの働き方、勤労についても考える良い機会となるからだと思います。教育にとってこの2つは非常に大切なことだと思います。私はできるだけ多くの学校でこのような菜園ができることは教育にとって非常に重要なことだと思っています。